Chào anh em nhé, nay mình giới thiệu cho anh em một vài cái tính năng rất là hay ở trên con Nokia X300 Express Music. Nhất là con này thì cho các phụ huynh phù hợp cho các phụ huynh dùng ở một điểm là dập xuống thì từ chối cuộc gọi này, trượt lên để nghe cuộc gọi này. Con này có cái chế độ đấy. Đây, vào cài đặt này. Cài đặt cuộc gọi này. Đây. Gọi qua slide, chức năng gọi qua slide này nhá. Thì đây, mở slide để trả lời có nghĩa là mình trượt lên để trả lời. Đóng slide để kết thúc cuộc gọi này, đóng slide kết thúc cuộc gọi thì là dập xuống là kết thúc cuộc gọi này. Đấy, anh em bật cái tính năng này lên, bật cả hai tính năng này lên thì là trượt lên để nghe cuộc gọi, trượt xuống để tắt từ chối cuộc gọi hoặc là tắt cuộc gọi. À, con này thì nó có một cái tính năng nữa là tính năng nghe đài FM radio ở trên máy mà không cần cắm tai nghe, nghĩa là anten đài bắt đài radio thì con này nó đã tích hợp sẵn ở trong máy rồi. Đây mình mở luôn cái trình duyệt radio cho anh em xem này. Đấy. Đấy, kênh 8 này. Sẽ là nguồn động viên sức mạnh về mặt tinh thần cho đội bóng này. Ở trận đấu chiều nay, đội khách có đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Chất lượng cầu thủ của Tham Quảng Ninh cũng là điều mà các thành viên đội Viettel đánh giá cao. Tiền vệ thời lượng pin cũng rất là trâu, nghe gọi 3 đến 5 ngày. Máy cam kết với các bạn là zin nguyên bản và mới 100% chưa qua sử dụng nhé, nguyên hộp đầy đủ phụ kiện. Hay mình mới tải một cái game ngày xưa về rất là hay này, này tất cả mấy cái game này trong máy này, game này là game mình mới tải về này. Game Contra 4 rất là nổi tiếng. Chọn nhân vật, chọn map này. Vào game đấy chứ tôi rồi đấy, ăn đạn này. Ừ. Lâu không chơi cái trò này cũng không quen. Anh em nào mà đam mê môn game Java này thì có thể tải về chơi nhá. Đây, con này trình phát nhạc ở trên máy này, chơi nhạc và chơi radio đều ở trên ba cái phím này. Đây chơi nhạc thì nút home, lúc vào trong trình duyệt phát nhạc thì nút home nó sẽ nháy nha anh em nhé. Đây, mình mở thử một bài nhạc này. Tua nick nhạc này. Đấy. Con này thì nó có loa trên và loa dưới là giải loa kép nha anh em nhé. Loa ngoài là loa kép nên là nghe rất là êm và rất là nét nha anh em nhé. Mình có hai màu là màu light blue, là màu xanh bạc và màu nữa là màu đỏ đen, cũng rất là đẹp, hai màu. Đây. Máy cam kết là zin nguyên bản và mới 100% chưa qua sử dụng nha anh em nhé. Con đỏ đen này mình chưa lắp pin nên là nó chưa lên. Đấy. Anh em nào cần máy phụ mà bền và sưu tầm thì nên mua con này, tại vì là bây giờ là hàng zin nguyên bản thì Nokia nó không còn sản xuất nữa, còn hàng sản xuất mới bây giờ nó toàn chạy KaiOS, nó rất là chậm và rất là lag
và kiếm được những cái máy zin nguyên bản mà nắp trượt như thế này thì rất là hiếm ở trên thị trường nhé anh em nhé. Mình bao trách thợ thoải mái, không zin không chuẩn, tặng gấp đôi tiền máy. Máy zin thì tất cả vỏ hình thức đẹp. Đấy, nó lại bấm ra cái gì ở đây. Máy zin nguyên bản thì hình thức vỏ đẹp, keng 100%, thì các cái con ốc này, các cái cổng kết nối này, các cái cổng tai nghe này, cổng sạc này, cổng USB này thì nó đều phải mới 100% nhá, và các cái con ốc này này nó đều mới đét nhá. Đấy. Đây, bên trong máy này thì pin zin thì nó ngày sản xuất ngày 18 tháng 11 năm 2010 này, nó mỗi cục nó có ngày sản xuất khác nhau và cái tem này nó rất là xanh này. Đấy, bên trong này, ốc zin tất cả zin và mới đét này. Anh em nhé, anh em nào chuyên sâu về Nokia thì nhìn là biết thôi. Nếu mà ốc zin ấy, anh em nào tinh ý ấy, vặn một con ốc này ra này, bên dưới cái chân con ốc zin nó còn có một cái lớp sơn xanh nữa cơ. Ốc zin ở bên ngoài nhá, không nói ốc zin ở trong main, mà ốc zin ở bên ngoài thì tất cả các con ốc zin ở bên ngoài này đều có một cái lớp sơn màu xanh lá cây hoặc là xanh dương để chống oxy hóa, và đấy cũng là đặc điểm nhận biết máy zin máy dựng nha anh em nhé. Trong này có một cái thẻ nhớ này, khe thẻ nhớ này, thẻ nhớ 2 GB theo máy. Con này rất là mỏng nhỏ gọn nha anh em nhé, bỏ túi quần thoải mái, cảm giác cầm rất là đẹp, góc nghiêng rất đẹp này, cứng cáp. Ok, cảm ơn anh em đã xem clip.